Những tin vui dồn dập được báo cho mẹ con của ba bé sinh ba. Nhờ cái sự cố gắng, tự giác học hỏi mà nay Nhi đã có một cuộc sống mới tốt hơn. Bé đã có một công việc và thu nhập hàng ngày và có một cái ước mơ để mà đam mê ha. Ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật tình hình của các bé cũng như là thông báo những cái tin vui này cho bé và như mọi người cùng biết nha. Mọi người theo dõi video sau đây ha. Xin chào quý vị khán giả nha. Ngày hôm nay thì mình ghé qua để mà thăm lại ba nàng tiên và có rất là nhiều cái tin vui ha để mà chia sẻ tất cả mọi người. Nhưng mà đầu tiên thì cũng cập nhật tình hình của các bé cho mọi người biết là cả ba bé thì mới bị bệnh mấy ngày nay rồi mọi người. Và bị tình trạng như thế nào Nhi hả? Bị sổ mũi ho. Bị ho với sổ mũi. Dạ. Cái này là do thời tiết hay là do mọc răng con ha? Chắc do thời tiết đó. À, bữa giờ có bị sốt, có bị mọc răng gì không? Dạ sốt thì có chỉ ho sổ mũi thôi. À vậy chắc là do trời mưa này ha. Bữa giờ là có mấy đợt là mưa nước tràn vô đây luôn hả? Dạ. Có dính chúng em bé không? Vừa trường rồi chứ. À, vậy là mình cẩn thận ha. Dạ. Tại mùa này thời tiết nó cũng thất thường á, em bé dễ bị bệnh lắm. Đó, đây mọi người nè, bên này là chị Hai ha, ở giữa là chị Ba, bên này là bé Út nè. Nhưng mà chú thấy xu hướng là hai chị Hai với chị Ba là hay chơi gần nhau này đúng không? Dạ. Hay ôm ôm nhau, sờ nhau nè. Đó, như vô ngồi các bé luôn, hình như là sổ mũi hết rồi. Hình như con cũng bị luôn hả Nhi hả? Dạ. Là mấy mẹ con bị chung luôn. Là cảm cúm đó mọi người. Rồi sắp tới là sẽ có thêm một cái đợt mọc răng nữa là dễ bị sốt lắm á. Cẩn thận. Hello, xin chào ba cục cưng. Bữa giờ bạn rồi có quậy không con? Có hai bữa đầu quậy. Hai bữa đầu quậy. Hôm nay chú qua đỡ rồi phải không? Dạ. Thấy tự chơi nè. Rồi bữa giờ là em bệnh vậy rồi con có cho uống thuốc hay là làm gì không? Dạ có thuốc chút. À. Là có chịu uống không hay là phải đè ra? Không có đè chứ, uống vậy đốt lũ. Đốt lũ uống hả? Lại thích uống thuốc hả? Rồi để cưng ha. Nhưng mà em bé này nè, thì khi nào thấy ok rồi đừng có cho uống nhiều thuốc quá. Dạ. Sẽ bị hại với cái cơ quan nội tạng bên trong á. Dạ. Ừ. Bữa là chú thấy là hình như là trường được luôn rồi anh gì hả? Dạ. Bé nào trường được? Bé hai chứ. Bé hai trường được luôn rồi. Dạ. Một đoạn dài chưa? Cũng nhất nhất từ từ thôi chú. À. Để sắp tới là vất vả rồi mọi người. Đấy. Bé hai ơi. À, giỏi quá ha, nay con biết trường rồi ha. Đó, mọi người thấy cưng nghe không? Ngày hôm nay thì ghé qua thấy các bé lớn hơn một xíu rồi mọi người. Cái tuổi này đó, chỉ cần khoảng vài ngày một tuần mình ghé qua là mình thấy thay đổi rất là nhiều rồi. Rồi ôm nhau kìa. Hôm nay ghé qua Nhi có đoán là chú mang cái tin vui gì tới không? Con cũng chưa biết. Con đoán thử xem. Mình đang làm cái gì? Mình đang học làm đúng không? Thì hôm nay là cái kênh của mình nó đã đủ cái điều kiện để mà đăng ký Bạch Kiếm Tiền rồi đó. À, rất là nhanh đúng không? Thông thường á, mỗi người mà làm đủ điều kiện đó thì cần rất là nhiều cái yếu tố và một cái người bình thường làm nhanh nhất là khoảng 6 tháng. Còn những người xui xui thì 2-3 năm. Nhưng mà mình làm rất là nhanh. Sau khi mà hợp tác cùng nhau làm thì trong vòng một tuần thôi. Hơn tuần ha. Một tuần khoảng 7-8 ngày gì đó là đã đủ điều kiện rồi. Thì xíu nữa chú sẽ mở máy cho con xem luôn cho có động lực ha. Xong mình sẽ đăng ký tại đây luôn. À, sau khi mà đăng ký thì mình phải chờ đợi thêm một thời gian để mà bên Google xét duyệt đó nha. Ừ. Thứ hai nữa hôm nay là chú cũng đại diện cho một số anh chị ha, gửi thêm một ít quà cho các bé. Bây giờ ba ngoại có gọi không? Ngày nào cũng gọi chứ. Giờ về quê rồi hay là đang ở Long An? Dạ còn đang ở Long An. À, rồi vài bữa là phải về quê để mà lo liệu cho 100 ngày của bà ha. Dạ. Mình cũng dự tính là cỡ khoảng một thời gian nữa khi mà các bé khỏe hơn sẽ sắp xếp cùng với lại Dũng với Nhi ha. Giờ cho về quê để mà thắp nhang cho ông bà. Nhưng mà chắc là phải đợi cho các bé khỏe hơn xíu nữa. Trong cái tình trạng bây giờ thì đi lại nó cũng rất là khó ha. Nói chuyện đây nè. Sao vậy? Thọc nguyên cái bàn tay vô luôn hả? Mở màn ra xíu. Kéo cái màn ra xíu cho nó sáng vô. Nãy giờ quên ha. Giờ là cả nhà bệnh hết rồi, Dũng bệnh không? À may ha. May còn cha chưa bệnh, còn lại là bốn mẹ con là bệnh hết rồi. Trời ơi, thấy thương không? Đâu bữa giờ là có cô chú nào gửi quà đem qua khoe cho chú Chiến biết coi.
Này con mặc quần áo mới nhiều này, chắc là có cô chú nào gửi quần áo mới đúng không? Quần áo nhiều lắm. Vậy hả? Mừng quá. Chắc bạn chắc qua năm. Vậy ha? Là đỡ phải mua quần áo mới luôn hả? Dạ. Trời đất ơi. Toàn là đồ mới thôi chứ không có một cái nào cũng. Rồi, có khi nào nhìn tưởng Nhi đi buôn quần áo chứ. Ngồi xuống đi con. Rồi giới thiệu cho mọi người coi cái này quà của ai vậy? Cái này quà của cô cái gì? Thấy con để thấy tể tên Trí Phạm. À, cô Trí Phạm. Cô giấu. À, chắc là Trí Phạm. Dạ. Thì đồ mới luôn hả? Dạ, đồ mới hoàn toàn chưa. Trời ơi, mừng dữ ha. Dạ. Nguyên một cái này là một lô luôn á, chứ không phải là một bao nữa. Một bao nhỏ nhỏ thì nó là còn này là một lô luôn, bự chà bá luôn nè. Mọi người coi nè, quá chân đẹp luôn ha. Ủa, cái này là cái mền hả con? Dạ, mền chút. Rồi, mền quá chừng luôn. Ba cái mền, hai cái gối. Sao là hai cái gối ha, thường phải ba mền ba gối chứ. Cái này là cô lấy ra sẵn à. Cái này sẵn. Wow, mền này dự đoán là như là có thể là ở đâu gửi qua vậy ta? Như ở An Giang. Ở An Giang ha, mền này đẹp ghê luôn á, nó êm ghê luôn ha. Wow, con có mở ra cho các bé xài chưa? Mền chứ chứ tại con có mền đắp. À, có mền đắp rồi, mền để dằn từ từ đi. Ồ, đẹp quá ha, một đứa là mỗi có một đôi luôn hả? Cô chu đáo quá ha. Mọi thứ là cô chuẩn bị là giống nhau luôn để không có bé nào bị thiệt thòi. Trời ơi, cưng quá. Ở này chắc phải lớn hơn xíu mới mặc được nha. Này là size số 5 rồi. Tầm khoảng hơn tuổi hoặc là 2 tuổi mới mặc được. Mấy cái này con giặt ra, sau này con bỏ trong bịch á, con để riêng ra. Còn để ngoài sợ nó hư. Wow, đầm công chúa. Cái này lớn hơn xíu mới mặc được con à. Wow, dễ thương ha. Toàn là đồ đẹp luôn á. Wow. Hàng mới 100% luôn á. Cái này còn chưa bóc qua bóc tem luôn á. Ủa, này bự quá, này chắc Nhi mặc ấy chứ hả? Phải không con? Kiểu này chắc 3 tuổi, 4 tuổi, hoặc 5 tuổi. À, không Nhi mặc vừa luôn á. Dễ thương quá. Mọi người thấy không? Các bé vậy chứ khoái đồ đẹp lắm nha. Thấy đồ đẹp quá là chạy lại xem đi nè. Ô, cái này cô chuẩn bị chắc là cho tới 5, 3, 4 tuổi luôn ha. Dạ. Cổ chu đáo ghê. Nhiều khi là chị á, đúng không? Mình nói cô nhiều khi không đúng. Cô này cũng 40 tuổi hả? Vậy mẹ chắc là cô đúng rồi. Vậy là đúng rồi. Đúng rồi. Vậy cô quá chu đáo luôn ha. Cô chọn đồ đẹp không á, toàn đồ thời trang không. Quá chân đẹp luôn. Đồ em bé đúng không ha? Ý là mấy cái này đồ lớn không ơi. Chắc để dành á. Mà cô mua vậy là hợp lý luôn á. Tại vì bây giờ cái tuổi này mọi người biết không, cái đồ mà mặc vô tầm khoảng 1-2 tháng là bắt đầu không vừa nữa. Là cô mua đồ lớn là để dành mặc từ từ. Cũng là chăn mền luôn, quá chừng đã luôn ha. Vài bữa giặt chăn mền là đỡ phải lo sợ là không có mền cho các bé dùng. Mấy đứa này nó có bị mền, có bị ghiền cái mền không con? Dạ chưa chú, không thấy gì. Ừ, vài bữa mà ghiền đó là phải cầm cho các bé đi đâu mới cầm theo á. Dạ. Okay. Áo khoác quá chừng luôn ha. Có mũ luôn nè. Không có mũ chú. À. Chỉ có áo khoác. Áo khoác quá chừng đẹp luôn ha. Cái này chú nghĩ con nên dành một ngày á, con sắm ra cái nào mặc vừa, cái nào không vừa mình để đi nha. À, ý là mấy cái mặc vừa mình chọn ra đúng không? Chọn hết rồi, cái này chỉ là lớn thôi. À, mấy cái này là size lớn, bao tay bao chân luôn. Trời, cô chu đáo vậy luôn á. Cô mua gửi cho một lô gần như là đầy đủ luôn. Wow, vui quá chừng vui luôn ha. Đó, ba đứa nhỏ khăn tắm luôn là cô gửi luôn hả? Trời đã ghê luôn. Trời, con dơ lên cho mọi người coi coi. Cái bình này chắc là uống tới mấy năm luôn hả? Tại vì một cái bình vậy nó bền lắm mọi người. Một cái bình vậy chắc phải xài được một năm á. Mà cái này là cô cho một lố chắc để chụp cái á. Quá chừng đã luôn. Cảm ơn cô Trí Phạm rất là nhiều. Đây này, sẵn rồi qua video này Nhi gửi lời tới cô đi. Dạ, con cũng cảm ơn cô Trí Phạm nhiều đã gửi quần áo cho các bé của con ạ. Đúng rồi, con cảm ơn cô đã đồng hành với các bé.
Rồi quá trời mừng luôn, con nhớ ấy ra rồi giặt lại tí nha. Đồ mới nhưng nhiều khi nó bị cái bột vải á, nó dị ứng, giặt lại cho các bé. Nhưng mà mấy đứa nhỏ này cũng khoái nè, cứ thấy đồ đẹp á là trườn trườn lại sờ ha. Quá trường thích luôn. Bạn đồ mới thì cũng giặt cho con mày. Vậy ha. Đó, khoái này, khoái này. Chị Hai khoái không? Đó, mọi người thấy không? Cái đồ mà các bé đang mặc cũng là cái đồ của cô tặng luôn á. Nhìn rất là dễ thương luôn. Đó, bên này đó, chị Ba với bé Út cũng đang dành nhau xem đồ này. Cưng ha. Quá trời vui à. Trời 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 trời, dành nhau xem con này, mở ra được luôn nè trời. Mở ra được luôn rồi nè. Vui quá, hôm nay thì các bé đã nhận được rất là nhiều đồ đẹp. Đợt vừa rồi thì cũng có rất là nhiều anh chị gửi cho các bé nên các bé cũng phải cũng đỡ tốn cái tiền mà mua quần áo mọi người. Mang dừa không con? Dừa. Khoái phải không? Rồi Út là lựa cái đôi đó rồi đó nên là không có được để bé khác dành đâu nha. Rồi bây giờ thì lúc nãy mình cũng đã thông báo với Nhi ha, có hai cái tin vui đó. Thì bây giờ chia sẻ luôn để cho hai vợ chồng có động lực ha. Đầu tiên đó là về kênh á, thì sau một cái khoảng thời gian á thì hiện tại là mình đã đủ cái điều kiện để bật kiếm tiền rồi. Ha, Nhi qua đây ngồi này nha. Nhi ngồi sát sát là chú coi cho xem nha. Này mình mở máy luôn cho Nhi với Dũng xem để cho có động lực. Mình phải xem trên máy tính mới được. À ở đây nè, cái chỗ này kiếm tiền ha. Đó, bữa giờ là chưa kiếm được nha. Chú nói để mấy đứa hiểu á. Rồi bây giờ là cái điều kiện mà kiếm tiền đó là của mình là vừa đủ rồi. Đây này con, mà con coi này ha. Là nó phải có là bao nhiêu cái lượt đăng ký đó, hình như 3.000 lượt xem và phải đăng tải bao nhiêu video thì nó mới được. Thì cái kênh này nó cũng khá lớn rồi nên là mấy cái yêu cầu đó thì sau khi mà mình làm khoảng hơn một tuần ha, đúng 7-8 ngày á thì nay nó đã đủ cái điều kiện rồi. Thực sự rất là nhanh luôn á. Nhi phải biết rằng là hồi xưa khi mà chú mới bắt đầu làm á, chú phải làm một năm, tức là một năm làm không công á thì mới được bật á, ha, mới đủ cái điều kiện để bật. Đó, bây giờ thì dưới cái sự hợp tác của mình và Dũng và Nhi làm á thì nó đã xong rồi. Thực ra Nhi cũng đăng nhập vô kênh YouTube mọi người, nhưng mà để mà xem cái này thì mình phải xem trên máy tính. Đây, bây giờ là mình đã có đủ điều kiện rồi đúng không? Mình sẽ bật ở đây luôn nha. À. Mình sẽ bước vô mình chấp nhận cái điều khoản của ấy là mình đã bắt đầu bật rồi. Mình phải đăng ký nha con. Không phải bấm vô cái là được liền đâu. Mình đăng ký xong rồi mình phải chờ cái sự chấp nhận của bên Google nữa. Ở đây thì cái tài khoản AdSense này là cái tài khoản để mà cho quảng cáo á, thì mình đã có sẵn rồi. Nó sẽ xài chung một kênh luôn tại vì nó đã liên quan tới nhau mà. Rồi bước thứ ba này là bước mình đã hoàn thành bước 1, bước 2 này. Bước 1 là xem xét tài khoản là đủ điều kiện. Bước 2 là đăng ký tài khoản AdSense, tức là cái tài khoản quảng cáo á. Và bước thứ 3 là YouTube sẽ xem xét kênh của bạn, đảm bảo kênh này tuân thủ chính sách về việc kiếm tiền trên YouTube, và chúng tôi sẽ gửi mail cho bạn khi có quyết định, thường là trong vòng 1 tháng. Hiểu không? Đây nó thông báo cụ thể này. Thường là trong vòng 1 tháng và có thể là nhanh hơn hoặc nhưng mà chậm nhất thì trong vòng khoảng 1 tháng là sẽ có kết quả cho mình. À, nên là giai đoạn này hai vợ chồng cố gắng ha. Làm thêm, thực sự thì hiện tại Nhi với Dũng cũng chưa biết làm nhiều mọi người. Mình phải hướng dẫn gần như là toàn bộ. Và nội dung kịch bản tải lên thì mình đang làm tất cả luôn. Mà sắp tới mình hy vọng là Nhi với Dũng sẽ có thể là làm được nhiều hơn. Khi mà mình nghĩ rằng là hai bạn thì còn rất là trẻ và cái khả năng học hỏi rất là nhiều, sẽ có thể là mở rộng ra để mà quay nhiều cái hơn. Hiện tại thì cũng chưa cần làm gì mà đơn giản đâu con. Chưa cần làm gì phức tạp đâu. Mình cứ làm tự nhiên hết sức có thể thôi. Đó. Rồi sau đó khi mà mình rành hơn thì mình sẽ làm những cái câu chuyện, những cái video hay hơn để mà chia sẻ tới mọi người ha. Dạ. Rồi hôm nay con đọc chưa? Con đọc được chưa? Dạ được. Đó. Là mình mới làm tức thì luôn á con. Dạ. Chú để lên đây chú làm để cho hai đứa nhìn thấy và có động lực. Đó thì cái này mình cũng chia sẻ với tất cả mọi người luôn ha. Khi mà làm á thì không phải là mình đăng lên cái là mình có tiền liền đâu. Mình phải trải qua rất là nhiều bước. Và những cái bước này thực sự rất là khó đối với những cái người mà mới làm. Cái bước mà trên đầu tiên là mình phải trải qua là đủ điều kiện cái đã. Đủ điều kiện là phải có bao nhiêu lượt đăng ký đó. Hình như là hồi xưa là phải 3.000, bây giờ hình như là 500.
Nhưng mà cái 500 đầu tiên rất là khó nha. Cái thứ hai nữa là phải đủ 3.000 giờ xem, cái này là khó nhất luôn. Gần như là người ta không có vượt qua được cái thử thách này. Đó là 3.000 giờ xem rất là khó nha. Thường là người ta phải làm 3 tháng hoặc 6 tháng thì mới đủ. Ở đây thì nhờ cái nền tảng có sẵn. Thứ hai nữa là mọi người ở bên Bay qua xem á, mọi người ủng hộ nên là nó khá là nhanh. Trong vòng 1 tuần thì mình đã đạt được rồi. Và cái yêu cầu thứ ba là nó phải yêu cầu mình đăng bao nhiêu video đó. Thì cái này thì dễ rồi. Còn bây giờ thì cái bước thứ hai á, là mình đã mở một cái tài khoản AdSense quảng cáo, tức là để cho nó phát quảng cáo lên. Và bước thứ ba là chờ xét duyệt từ phía công ty ha. Cái này là mình chia sẻ để cho Dũng với Nhi hiểu cái quy trình luôn ha. Bây giờ là chỉ còn chờ đợi thôi. Trong thời gian này mình cố gắng mình làm đều ha. Rồi, trong này thì mình có thể xem được luôn là thời gian qua có bao nhiêu người xem nha. Em mở cho Dũng với Nhi coi luôn ha. Để tổng quan nè. Đó, thời gian qua là chúng ta được 200.000 lượt xem trong vòng khoảng 1 tuần ha. Và 9.5 ngàn giờ xem. Đó là những gì mà hai đứa đã làm được ha. Thì trong thời gian tới cố gắng nhiều hơn đúng không? Rồi, xong một cái tin vui ha. Đó là trước mắt mọi thứ nó cũng đã tạm ổn hơn rồi, vì kênh cũng phát triển tương đối là tốt ha. Nhưng mà hiện tại thì rất là may mắn là được ông bà cô chú bác ủng hộ. Nhưng mà trong thời gian tới mình phải học hỏi để mình ra những cái video thực sự là có giá trị, thực sự là hay ha. Thì chú sẽ hướng dẫn thêm cho tụi con sau. Rồi, trước khi mà kết thúc cái đoạn này thì chú cũng thông báo cái tin vui thứ hai luôn. Đó là thời gian qua thì cũng có một số anh chị đó là nhờ chú gửi một ít hỗ trợ cho các bé, thì hôm nay chú tổng hợp lại để mà gửi cho con ha. Rồi, trong cái thời gian qua thì chú cũng đã chia sẻ rất là nhiều cái câu chuyện. Nhưng mà cũng nói để cho Nhi và mọi người biết luôn là chú không có để số tài khoản để mà kêu gọi ha. Thì đó không có nằm trong cái... Sau một cái thời gian trước thì chú có kêu gọi để mà giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn thì chú có để. Nhưng mà sau này chú nhận thấy rằng là mọi thứ nó tùy duyên á, thì nó sẽ dễ dàng hơn. Thì chú chỉ đăng đẩy câu chuyện lên thôi. Ví dụ như anh chị nào mà cảm thấy đồng cảm á, mà muốn giúp cho nhân vật thì người ta liên hệ. Một là chú cho cái thông tin của nhân vật luôn, hoặc là người ta nhờ chú chuyển thì chú sẽ nhận và chuyển giùm ha. Thì đối với trường hợp của Nhi thì Nhi cũng làm số tài khoản rồi. Ví dụ như anh chị nào mà xin số tài khoản của Nhi thì chú cũng cho để mà chuyển cho Nhi, đúng không? Còn cái trường hợp nào mà nhờ chú chuyển thì ngày nay thì chú tổng hợp lại và gửi cho các con một lần luôn ha. Thì tổng cộng hôm nay chú sẽ trao cho ba bé là 7.100.000 nha con. Thì có chị Lila Lê gửi 2.000.000 đồng, chị Nguyễn Thị Hân là gửi 50.000 đồng, bé Quốc Việt là gửi 200.000 đồng, chị Nguyễn Thị Tươi là gửi 200.000 đồng, chị Cây Ly Hồng là gửi 500.000 đồng, chị Nguyễn Thị Thanh Thảo là gửi 200.000 đồng, chị Nguyễn Thị Hằng là gửi 200.000 đồng, chị Nguyễn Thị Hân là gửi 50.000 đồng, chị Võ Thanh Trúc ở Bạc Liêu là gửi 500.000 đồng, chị Nguyễn Như là gửi 200.000 đồng, chị Hồng Nhung là gửi 500.000 đồng, và chị Phạm Thị Thúy Ngân ở Bạc Liêu là gửi 2.000.000 đồng, chị Nguyễn Thùy Linh là gửi 500.000 đồng ha. Tổng cộng là 7.100.000. Cái này thì chú cũng chia sẻ để cho Nhi với Dũng hiểu á. Ví dụ như mà quý vị nào nhờ gửi tiền á thì chú sẽ gửi tiền. Còn mà những anh chị nào ví dụ như nhờ chú mua sữa để gửi cho em bé thì chú bắt buộc là phải mua hiện vật để gửi cho em bé ha. Trong cái đợt trước thì chú mua đó, thì chú giải thích để cho con và mọi người hiểu, chứ không phải là mọi người gửi tiền là chú tự ý chú mua nha. Và thứ hai nữa, khi mà mua thì chú phải mua ở những cái cửa hàng sữa lớn, giống như là để cho nó có cái hóa đơn. Cái thứ hai là đảm bảo là sữa đảm bảo chất lượng. Chứ còn mua ở những cái cửa hàng bên ngoài á, lỡ mà sữa giả, các bé uống vào có vấn đề gì nữa thì lại phiền phức cho chú và cái người gửi, đúng không? Thì ở này là một số người hỏi là tại sao lại gửi sữa, thì chú cũng giải thích luôn để cho Nhi mọi người hiểu ha. Rồi, ngày hôm nay á, thì đại diện cho những cái mạnh thường quân đó ha, chú gửi cho Dũng và Nhi nha. Này là 7.100.000 ha. Cái này thì chú cầm này, chú đếm không có tiện. Thì Nhi cầm, Nhi đếm lại coi đủ 7.100.000 chưa nha. Đếm cho mọi người biết ha. Thì thời gian qua cũng có một số anh chị gửi thì mình tổng hợp để mình gửi cho bé Nhi một lần luôn. Bé Úc thấy cũng mừng kìa. Thì trong cái thời gian này thì Dũng và Nhi làm chưa có tiền từ YouTube cho mọi người. Nên là cái sự ủng hộ này thì cũng giúp cho các bé là có thêm cái chi phí để trang trải. Rồi qua tháng sau hy vọng là sẽ được bật lại. Thì lúc đó thì sẽ có tiền từ bên đó thì nó sẽ đỡ hơn. Có thêm cái động lực để làm. Dạ, đủ rồi. Đủ rồi con ha.
Con có muốn gửi lời gì tới quý ông bà, cô chú bác không? Dạ, con cũng cảm ơn quý ông bà, cô chú bác rất là nhiều đã luôn giúp đỡ mẹ con của con ạ. Con cảm ơn rất là nhiều ạ. Vậy thì con phải cố gắng nhiều hơn nha. Dạ. Làm video hay hơn ha. Dạ. Để cho ông bà xem rồi ông bà thấy các bé ha. Rồi, cái này thì con khi nào có thời gian ra ngân hàng con gửi vô trong đó ha. Dạ. Để xong rồi khi nào dùng thì con rút ra. Dạ. Để ở nhà nhiều khi chuột nó thai gì đó. Hoặc là mình để rơi mất ha. Dạ. Để vô sổ tiết kiệm, trong nó có cái sổ tiết kiệm online á con. Con gửi vô đó, con gửi online nó sẽ có lãi. Dạ. Khi nào xài là cứ rút ra bình thường, không sao hết. À, vui không? Dạ, vui. Vui ha. Rồi bây giờ chắc là tụi con phải tranh thủ là cho mấy bé này uống sữa rồi đó. Chú thấy chắc cũng hơi đói rồi đó đúng không? Nãy pha bình sữa rồi cho bé Út uống đi. Rồi rất là vui rồi mọi người. Vì trong cái thời gian qua thì hai bé cũng rất là chăm chỉ. Vừa đi làm vừa làm thêm, quay thêm những cái video dưới sự hướng dẫn của mình để cho mọi người xem. Và cũng làm khá là đều mọi người. Chỉ có hôm qua là các bé bị bệnh rồi quấy quá thì không quay được thôi. Nhưng mà trong cái thời gian đầu thì vẫn chưa được bạch kiếm tiền, thì vẫn chưa có tiền để mà trang trải. Thì rất là may ông bà của chú bác đã hỗ trợ một phần nào đó. Còn hy vọng rằng là tầm khoảng 15 ngày hoặc 1 tháng gì đó, khi mà có kết quả được bạch thì hai bé sẽ có thêm động lực để mà làm nhiều video hơn. Quá trời vậy nha.